Hello nha anh em. Hôm nay Thanh Lan bán một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Có cái gì bán cái đó ha. Bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em cô chú bác nào chuyển khoản trước thì mình bao phí vận chuyển. Còn ship code nhận hàng trả tiền thì cô chú bác anh chị em trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình. Rồi mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã G32. Mình có một cây cái uống ống á, cái này của shipper ha. Nó phần này nè, nó tới đây nó khoảng 34 ha, 34 năm nó tới đây nhìn nè, hình nó vậy ha. Cái này thì cũng còn tương đối nhưng mà nó cũng có chốc xi á, chốc xi vài chỗ, còn mấy cái chỗ này là mình ngâm dầu á, nhả cái đen đen ra dầu thôi ha. Này mình chùi cái hết à, mình cũng mới lấy về này để mình đo cái rãnh này nó bao nhiêu. Mình đo vậy nè, khoảng 10 ly đó ha, khoảng 10 ly. Cái này mình uống cái ống chắc ống 10 trở lại thôi ha, đó là TB396M, có đóng chữ ra băng ở đây, nó hình thì nó cũng còn tương đối ha. Mấy cái này thì nó dính dầu quá nè, vệ sinh bằng cái dầu á, nó đen đen thôi nhưng chứ mình biết là nó sạch, tại này mình phải rửa dầu cho nó sạch chứ bả nhiều khi nó dính nhớt nhiều dơ lắm. Cái này mình nhớ nó có chốc xi ở đâu đang chút ha, thì hàng bả nhiều khi nó cũng phải có chốc xi á nè, ở ít thôi nên mình thấy nó cũng còn tương đối ha. Là nó có chốc xi chỗ này nè, chốc xi chỗ này chút, cái mấy kia thì nó cũng ít thôi, lấm đốm thôi ha. Rồi cái uống ống này mã hàng là G32, mình bán là 420 ha. Mã G33 mình cũng có một cây giống cái đó, mình lấy được hai cây này thì nó xấu hơi ghen chút hả, chấp xí đang chút. Cái nó cũng có chốc xi nhẹ nhẹ vài chỗ nè, chứ mình khi bây giờ cũng ha, chốc xi trong đen chút, trên đây thì nó cũng có ít chốc xi mà ít ha. Ở đây nè, chốc xi đen chút đó nè ha, đó chỗ đó là nhiều thì nó cũng dính dầu á, dính dầu ở trong đây. Nên mình anh em vậy cho nó khô lại là nó sạch nó đẹp, mà chỉ dính nhớt dính dầu á, mình rửa đó. Thì cái này kích thước giống hệt cái kia đó ha, này cũng để TB396M luôn, giống nhau. Mình có hai cây ha, cái này mình bán là 410 ngàn, mã là G33 ha. Mã G34 mình bán cái này, đó là cây cờ lê. Cái nó 4 số, mình đo về nó khoảng 24 ha. Nó ngắn nè, cây này nó ngắn, số 19, số 24. Nó để là shipper ha, đây 17, 21 nè, mình để gì thì nó là 21 ha. Cái đầu này nó là 17 nè, cái đầu này là 19 ha, vậy là nó thụt vô, vậy là nó 24, nó tự thụt vô vậy anh em. Cái này thì nó xấu ha, nó cũ ha, nó có chốc xi ha, nè đó, trong đây thì mình cũng không có vệ sinh nó được ha, thì mô hình nó cũ anh em, chốc xi ha, đó để mình quay gì cho anh em dễ như hình dung, có xét và có chốc xi, nhưng mà mình thấy
nó còn đảo chiều ok đó. Cái này mình bán 220, mã hàng là G34, G35. Đấy, cái này là cái tầng tiếp ngắn đó, nó là 9,5 cm. Cái này nó xài 3/8, xài 3/8 thì mình nhắn đây nó rớt cái khẩu, nó nhả khẩu ra thôi. Cái này, cái vỏ này nó có đấm chữ ton thôi ha, cái này nó có thể tuột ra nè, tại mình ngâm dầu ha. Đó, anh em về chắc kêu con chó đẩy nó lại là nó cứng. Thế bây giờ M30K up, nó chỉ để chữ ton ở đây thôi ha. Đó. Đó, ngoại hình nó cũng còn tương đối ha. Rồi, cái này mình bán 320 ha. Cán cho nó có chạy chạy chùa nhẹ nhẹ. Mã hàng G35, giá tiền 320. G36. Mình có một cây cần siết. Cần siết này của Ton. Mình đo chiều dài 28 ha. Cái này nó xài khẩu 1/2 ha. Đó, nó xài là 1/2 nha anh em. Ha. 1/2. Có chóp xi ha. Chóp xi đây nè. Chút xíu ít thôi, chút xíu chỗ này đầu bi rồi còn nhúng, có đấm chữ sao bằng ở đây ha, có chút xíu nhẹ nhẹ vào chỗ á. Mã hàng G36, giá tiền là 200. G37, đây cái này G37 cần tự động của Ton, cái này cũng xài 1/2 luôn ha. Một phần hai đó, đó chiều còn nó lành ha, nó cũng cũ. Ừ. Cái này mình ngâm dầu anh em, ngâm dầu vệ sinh đó, nó uống dầu bây giờ nó nhả ra nó dơ đó, màn hình nó vậy ha, cũng cũng cũ rồi, cũng không có tệ lắm. Này cũng có chóp xi và chỗ nhẹ nhẹ ha. Thường thường cái hàng bãi thì ít nhiều, nhiều khi nó cũng có chóp xi nên nhiều khi mình quay có khi nó sơ sót, cái đó anh em thông cảm ha. À, có chạy chùa nhẹ nhẹ nè. Rồi, cái này mã hàng là G37, giá tiền là 220. G38. Mình bán cây mũa lớp nhôm, cái này size xe nhỏ mà nó xài răng nhuyễn á, chiều dài mình đo 24 năm ha. Nó ngắn á, nó có đốt chữ USA nè ha, Ohio nè, thì nó xài cái răng nhuyễn đó, sự hiệu của nó nè ha. Đó, nhà mở như vậy nè, là khoảng gần 4 phân rưỡi ha. Nó mà đo xích ngoài là 4 phân rưỡi đó ha, xích trong thì nó không tới tại cái hình nó hơi xéo xéo á, quẩy ra luôn vậy đi ha, gân miệng nó nè. Nói chung đây nó trắng trắng nè, là nó kiểu như nó dính sơn á nè. Mình giờ thì mình thấy nó cũng im lắm, nó không có sắp tay ha, nó mà có chày mình giờ là nó sắp tay liền. Cái này mình giờ mình thấy nó còn im, nó chỉ dính sơn thôi ha, nó thì răng nó nhuyễn nhừ kiểu nó vậy ha. Bên đây cái lưỡi gà còn nguyên ha. Đó, hàng bãi thì sắt anh em, nó nằm bãi khi mưa gió thì nó cũng có xét ha,
Cái đó thì khi mình không tránh khỏi. Cái này khi anh em mua hàng bãi thì mấy cái này châm chế anh em, chứ nhiều khi đẹp quá nhiều khi mình cũng không có tìm ra. Rồi cái này ngoại hình nó vậy ha, mã hàng là G38, mình bán là 300 ha, 300 ngàn. G39 mình cũng có một cây nhôm, cái này size nó lớn hơn, nó 814, cái này nó để là 810 chắc 10 in đó. Này 814 rồi ha, này nó cũ cũ, cái này mình có đăng rồi. Cái này cũng bán chậm, bán không trôi, bữa nay mình giảm giá mình bán nữa, cả anh em giảm cho có với ta thôi, chứ mấy cái này bán giảm hoài cũng không biết sao bán. Mình cũng đi bãi người ta bán mấy cái này cũng đâu có rẻ đâu. Giờ mở 6,5 phân ha. Nói gân miệng còn cũng tương đối, lưỡi gà rồi cũng còn ha. Thì nó cũng cũ cũ á, nó cũng có khổ búa nó khờn khờn ha. Trên đây nó cũng có dấu khờn á nè, khi người ta làm nó cấn với cái khác á. Răng miệng ở phần trên thì cũng còn ok lắm. Cái này mình cũng có đăng 1-2 lít trước rồi, bán cũng chậm, cái này bán chậm quá. Rồi mình còn cây này, cái này cũng không dám lấy thêm nè, bán chậm quá. Đó, cái này mình đo là 32 năm ha. Rồi cái mỗi lớp nhôm mã hàng là G39, giá tiền là 320. G40. Còn mấy cái này, đây cờ lê, đây là RV24 Super Tool, 170, Giang Nguyễn còn tương đối, một cây, G40, 170, chiều dài nó là 23, đó, nó xài như vậy thôi, số 24. Giá 170. Mã G41 cũng giống hệt cái đó đó, mà nó mất cái bao hoặc là nó như mình lấy phải đường về nè. Số 24 Super. Cái này thì nó 160 ha. Đó, nó cũng có hơi ố ố về chỗ nè. Có đốm chỉ ra bằng ở trong nè. Hai cái này là mình thấy nó giống nhau á. Cái có bao cây không có bao thôi. Ha. Rồi, cái này mã hàng G41 giá 160 ha. G42. Mình bán cây mỗi lít ngang này. Cũng cũ rồi. Hai tấc ba đó, nó như nè ha, đó 23. Cái này thì miệng người ta có xài qua nó cũng có cấn cấn nè, nó có cấn cấn thì người ta lấy dũa người ta vuốt lại đó nè, mình thấy vậy ha. Mình lượm bãi nó đã lại như vậy thôi nè ha. Cái miệng nó cũng có cấn cấn này, cái dấu nè, giống như người ta có vuốt qua cho nó đẹp á, mình thấy vậy ha. Rồi có gì bán vậy. Mình đo gì nó khoảng 5,5 cm, ngoại hình cũ, có chóp xi nhẹ vài chỗ ha. Con lăng mình thấy nó mượt đó ha, nó vậy đó ha. Bên đây nó cũng có, người ta có xài này, nó có cấn cái dấu, mấy cái này mà có xài qua là có dấu à ha. Rồi giá tiền 170 ha. Cứ chạy chạy nhẹ nhẹ vài chỗ nha nè. Mã hàng G42. Mã G43. G43 mình có cái này. Nó là cái kìm bấm cót. Chiều dài mình đo 26.
ngoại hình nó vậy, nó cũng còn tương đối, nó cũng có ố ố chóp xi chóp sơn vài chỗ, nó ố rồi nè. Cái này của Lotte, thông số thì nó chỉ để chữ nhật thôi nè ha. Em biết nó là AK 17 là cái thông số nó đúng đó. Nó để là AK 17 nè, có đóng chữ ra bằng ở đây ha, của Lotte. Cái này thì cái phần này mình đo nè anh em, cái phần này nó hơi nhô ra vậy nè, mình đo nó dày 6 ly ha. Cái phần dày này tại vì nó có ăn gian miếng G chỗ này, nhưng mình thấy cái này nó nhìn rất là chắc à, nó bung ra. Cái này nó xài cái bánh cốc nè, nên mình thấy không, còn mới tinh, bánh cốc mình đánh giá còn mới. Nó xài hai cái răng, hai cái hàng đó nè, hai cái hàng nhông nè. Mình thường bán mấy cây nó có một hàng nhông, nhưng cái này nó là hai hàng nhông. Kệ, mình lấy được cái gì mình bán cái đó ha. Mình bấm ra, bấm vô, mình thấy cái này nhẹ nè. Rồi, cái kìm bấm code của Lotter nó là G43, mã hàng ha, giá tiền 370. G44 có một cây cắt ống đồng, cái này thương hiệu này của Mỹ ha. Nó còn cái lưỡi để cắt ba vớ nữa, này mình cũng ngâm dầu nó dính đen đen thôi đó ha. Cái này thì nó cũng cũ rồi, mà lưỡi thì nó cũng ố xét nhưng mà nó không có mẻ nè anh em. Về vệ sinh thêm thì nó cũng còn ok ha, vu lơ nó còn lăn ok. Cho đây nó còn cái lưỡi si cua nè ha. Đó. Cái này nó cắt được ống để mình đo thử. Khoảng 27 trở lại ha. 27 trở lại. Ơi, cái này ngoại hình cũng cũ cũ nhưng mà còn xài được. Mã hàng là G44, giá tiền 200. G45. Mình bán cây này. Cái này giống như để khui rượu quá nè ha, ta dặn vô đây nè, ta đúng ra thôi. Cái này mình thấy nó còn đẹp, cái nước xi của nó đẹp, nó giống như nhôm người ta xi lên đó. Nó không có hết 500, cái cục này, cục chính giữa này hết nè, còn khoan này không có hết, mà nước xi nó mình thấy đẹp. Nó có để chữ Italy chỗ này thôi nè, nhỏ thôi nè, chữ nhỏ. Nhưng mình cầm lên mình thấy nó cũng đẹp, nó cũng chi tiết, nó cũng sắc sảo á, nên này nó bóng bóng ha. Rồi cái này tờ giấy nó dân nó mất tiêu rồi. Cái này mình bán 180 ha, cái này để nữa mình chạy chữ sau nè ha, 180. Mã hàng là G45 ha. G46. Mình bán cây búa. Đó, có cái búa này, ngoại hình còn cũng tương đối. Chiều dài mình nói là 34 ha. Gần 34 ha. Đó, có gì nè. Gần 34. Đường kính á nó là 32 năm. Mình ra xuống gì nè. Nó khoảng 11 ha. Cái búa này để chữ top ha. Đó là 670 gram. Đó, như vậy ha. Nó ta để 1/2. Mà hình nó cũng còn tương đối ha. Rồi cái búa.
mã hàng G46 giá tiền 180, cán đồ nó cũng còn vậy đó, còn đẹp. Mình thấy cái cán vậy là mình thấy đẹp nha, mình tại mình không có đánh bóng lên nên thấy vậy đó ha. Rồi mình bán 180 ha, mã hàng G46. G47 bán cây buộc ẻm, nó mình đo chiều dài 24 năm. Cái này mình đo chỗ cái cán này nè, đường kính nó là 22 chín thôi. Cái này nó quay nó cũng cũng êm lắm ha. Cái phần này là inox ha. Phần này nè inox nó không có hết, cái phần này sắt ha. Đáy bê X3. Rồi, cái này mình bán 180 ha. Mã hàng là G47. G48. Mình bán cái này, nó là cái kìm bấm á. Cái này nó không có đóng chữ gì hết. Nhưng mà mình thấy cái này nó cái độ hoàn thiện nó cũng 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 cao quá nè. Mấy cái chốt tán này nè, người ta tán dày. Nhưng mà nó không có đóng chữ gì hết ha. Cái này mình thấy nó có cái này nè, mình mua mình đăng mình bán được cũng được, mình cũng để mình xài nè. Đấy, kẹp đồ đồ chơi, kẹp đồ nhiều khi mấy cái dao mấy cái này kia mình dũa rồi chơi à, kẹp vô vậy ha. Cái này thì nó có hang ốc dẫn vô đây thôi, cái này thì nó có đóng số thì mình mở đi ra nè, mở nó lấy nó ra được. Nhưng mà cái này mình mua bãi là nó dính vô vậy nè, mình đâu có dám mở ra, mở ra người ta chửi đó ha. Cái kìm này nó vậy, mình đo chiều dài là 22 năm, cái kìm bấm không có đóng chữ nè, cái miệng còn cũng tương đối lắm. Nhưng mà mình thấy nó không có lợp đó nè. Đây thì nó cũng có xét xét ố ố á ha. Mà gắn miệng thì mình nhìn thấy là bấm nó không có lợp đó ha, bấm lại cái nó nè đó ha, nó ngay. Thì cái này nó có cái cục này nó có đóng cái số đây thôi, nó cũng không đóng được cái chữ cho người ta nữa, đóng cái số thôi, kệ an ủi cũng đỡ. Nó hàng gì là khoảng 7 phân anh em. Đó mình chọn cái này vô đây nè, ta chọn nó vô đây nè, ta dặn lại thôi, dặn nó cố định lại. Hai cái lỗ này không có dặn được, hai cái lỗ này mình thấy không có ren, dặn vô không có vô, chỉ có hai lỗ này thôi. Nghĩa là người ta làm không có làm ren hai lỗ đó hay sao? Mình thấy vậy ha. Này, cái này nó vậy đó, nó cũng bằng sắt thôi, sắt nè, thép nha chứ không phải inox. Đó ha, mình có cái kìm bấm này như vậy đó, không có đóng chữ. Mã hàng là G48, mình bán 330 ha. Mã G49 mình có một cây kìm đó, cái kìm này nè, cái kìm cán đỏ này nè, để mình đo chiều dài nó là nhiêu ha, nó hơn 24 chút nè, nên mình thấy không, tính luôn tới chót vót luôn em, tới đầu đo tính tới đó ha. Đó, hơn 21 chút ha, để là chi bét, nó có cái dấu díp nội địa nè, với lại có cái logo đó nè, logo của nó nè. Cái này để mình cắt thử, mình chưa có thử nữa, cắt đứt cắt cắt cũng ngọt lắm, cắt mạnh ra là ngọt chết ha. Cắt mình thấy ngọt đó em, cái kìm này ha, cắt dùng lực chút xíu là nó đứt ngọt, ngọt xớ răng miệng còn ok ha. Lưỡi khích gịch à. Phần phần miệng này tuy nhiên nó hở chút xíu thôi, tại vì người ta thiết kế nó không có sát luôn,
nè, nhìn thấy nè, ở đây mới nhìn thấy chút xíu thôi, nó kiểu vậy đó nè. Cán đồ thì cũ nhưng mà không có tét ha, còn ok. Rồi, cái kịp. Mã hàng G49. Giá tiền 200 ha. G50. Mình có cây kéo. Cái này kéo carbon. Cái logo này là của Mitsu. Chiều dài 24 năm. Ở đây thì nó có ố ố xét xét cho này một chút, không có mẻ ha. Đó, chỉ ố ố xét xét cho đó thôi. Thường hàng vải thì nó vậy nè. Để mình cắt thử coi nó bén không. Cái này mình cắt, mình thấy nó bén ha. Cắt nó bén. Thử miếng đo vậy hơn coi. Đó ha. Cắt ok. À, cái kéo này ngoại hình nó vậy, nó cũng cũ ha. Đó. Mã hàng là G50, giá tiền 240 ngàn ha. G51. Mình có cái này, hai cái mỏ lết nhỏ ha. Cây tất gửi với cây tất. Cây tất gửi này của top. Cây tất của hit ha. Hit rồi. Đó, tôi để vậy đó. Có đấm chữ sao không? Ha. Cây nè, hai cái này mình thấy cũng còn đẹp. Đó ha. Cái này cũng còn nhỏ mà cũng còn đẹp. Để mình mở ra mình đo ngàm cho nó nhiêu. Cây nhỏ này là 1,4 cm. Cây tất gửi này 2,1 cm ha. Rồi mình có hai cây. Đó, hai cây này. Cái này mình bán 180 ha. Mình bán chung hai cây vậy nên nhiều khi anh em kêu xé lẻ cái cây nhỏ, nhiều khi mình không biết sao mình bán. Cái này mình nói anh em thông cảm ha. Chứ nhiều khi mình bán cây nhỏ này, cây bự mình nhiều khi mình bán cũng chậm anh em. Cái này nhiều khi bán anh em cũng nhìn thấy rồi. Hai cây này bán 180 thì lời lãi rồi nó cũng mỏng dần ha. Cái này mình nói em thông cảm ha. Hai cây giá tiền 108, mã hàng G51. Mã G52. Mình bán hai cây nữa. Đây là cái kìm. Cái kìm mỏ nhọn của Hosan. Nó có để chữ Hosan nè, dấu zip nội địa. Cũng còn tương đối, người ta có xài qua nhưng mà cũng còn im lắm. Nè ha. Cán đồ còn ngon. Mỏ nhọn thì nó ngắn vậy thôi. Cái này nó chiều dài 16. Lưỡi khít ha, lưỡi khít gịch này. Để mình cắt thử coi ngọt không. Cắt ngọt. Cắt ngọt trước ha. Một cây. Cây thứ hai. Cái này kìm cắt tuốt cơ của Hosan luôn. Thông số của nó nè. Ha. Cái này mình để mình tuốt thử coi. Cái này chắc 2.0 quá, 1.6 coi. À, mình tuốt nó vậy thì cái này nó cũng còn bén. Cắt thử coi ngọt không. Cắt ngọt ha. Cắt cũng ngọt đó. À, mình có hai cây, mình bán hai cây ha. Chiều dài là 16 nè. Đó, hai cây này ha. Của Hosan mình bán 170. Mã hàng là G52. G53 mình bán cây mở đá mài của top. Mình đã chiều dài 19 ha.
Cái này nó mở được khoảng 5 phân. Vậy nè anh em. 5 phân trở lại. Cũ. Có tóc siêu ố ha. Đó. Cán rồi cũng cũ cũ mà cũng còn chứ không có phải là tét. Cái này nó để là top nè. Có nấm chữ sao băng ha. Cái này mình bán 100.000, mã hàng là G53. G54. Mình bán cặp cảo. Cái này chiều dài nó là 3 tấc với lại 80. Mỗi ngàm gì nè anh em. Mỗi ngàm gì đó mình kéo xuống hết là nó 3 tấc. Đó ha. Đi xuống hết là 3 tấc. Cái này thì nó cũng có chốc xi vài chỗ. Rồi mình đo như vậy nè, là nó 8 ha. 8 cm. Đó, chốc xi ha. Thường thường hàng vải thì nó vậy nha. Tôi để nè. 380 ha. Đó. 380. Cái này thì mất cao su rồi, nó chỉ được vậy thôi ha. Đó. Có chốc xi. Cây thứ hai chung size với cây đó luôn. Cũng xấu xấu nhưng mà đẹp hơn cây đó. Đó ha. 300 gạch 80. Cái này thì được miếng cao su ở dưới ha. Cái này đẹp hơn cái đó một chút. Rồi mình có được hai cây. Mã hàng là G54 ha. Giá tiền là 420 cặp cảo này ha. G54 420. G55. Mình bán cây Eto à. Cái này tôi để 75 là cái ngàm á nè. Từ đây qua đây là 75 nè. Đó. Cái này thì nó nằm bãi. Nó bị chốc sơn với lại ố xét. Nhưng mà cái này bữa mình lấy là nó còn, người ta còn dán giấy dán rồi trong đây luôn. Dán giấy luôn. Kiểu như người ta dục bãi thôi nè. Còn dán mấy miếng giấy rồi nên mình về mình vệ sinh nó, nè nó còn sót lại nè. Nó nằm bãi lâu quá. Nó nằm lâu mưa gió nó ố xét. Cái này thì nó hiện tại thì nó cũng, cái phần sơn nó cũng xét nhiều. Nè ha, nó có đấm chữ sao băng ở đây nè. Cái này nó cũng 2 kg mấy á. 2 kg 3, 2 kg 2 gì. Đại khái là 2 kg, trên 2 kg á. 2 kg mấy. Để mình mở ra coi. Còn mở ra được chút ha. Mở ra nó cũng mất thời gian quá anh em ơi. Này mình đo gì đi ha. Vì là nó khoảng 7 phân rồi nè. Mở ra chắc được cỡ 7 phân rưỡi 8 phân gì đó ha. Thì nó cũng xét ố ố nè anh em thấy ha. Giờ anh em vệ sinh thêm là nó đẹp ha. Hiện tại thì mình chỉ quét dầu sơn nó vậy thôi. Nó xài cái ngàm này hình như gời á. Nè ta có ốc vít ta dặn vô nè. Rồi để mình dặn nó lại đi. Cái này mình cũng không có vô, chưa vô dầu mỡ. Dặn nó hơi gít tay nè. Đó ha. Nó vậy đó. Có đấm chữ ra băng ở dưới đây thôi. Rồi cái này ha. Mình bán là 640.000. Mã hàng là G55 ha. G55. Đó. Cái cốt này mình thấy nó cũng lớn lắm. Để mình đo thử coi nó mấy ly. Nó 17 ha.
Cái vô giữa này nó 17. Rồi ha, cái này mình đo như vậy nè. Từ đây xuống đây nè. Khoảng 16 năm á ha. Từ cái đoạn này. Đó hết gì đi gì nè cho nên dễ đi. Đó ha. Nó khoảng 17 đó. Còn gì ở đây nó khoảng 17 ha. Bị ngang vậy nè. Khoảng 11 ha. Đó. Mã hàng là G55 ha. Giá tiền là 640. Lên mã G56. Mình bán cây sủi nè. Cây sủi cũ nè ha. Cây sủi cũ. Cái này của Tajima đó. Tajima chiều dài 30. Cái này mình gắn cái lưỡi da gọc giấy khoảng một tấc vô là xài, nhả gốc đi ra ha. Này tại mình không có vệ sinh nó vậy á. Chứ cái phần này nó nhôm, nó cũng còn xài được. Nó có tem đây mà nó chấp rồi. Cây này ha, một cây. Với cây này. Cái này nó cũng là cây sủi nhưng mà nó nhỏ xíu à. Đó ha, mình đo gì khoảng 9,5. Bề ngang gì thì nó khoảng hơn 4 phần á. Nó ha, cái lưỡi nó gì. Nó cũng xấu ha. Nếu mình tới đây anh em mình đẩy lên vậy là mình rút cái lưỡi ra đó. Nè ha. Rút cái lưỡi ra để mình vệ sinh mình thay nó. Mình cái như mà giũa mình thay lưỡi ha. Cái này nó có đóng chữ USA nè. Cái lưỡi này cũng vậy ha. Cái miếng này nó có đóng chữ USA nè, anh em nhìn thấy không? Đó ha. Đó, cái này mình gắn vô đây như vậy đi. Anh em ta xài cái gì người ta xài. Đó ha, tới đây. Khi mình xài mình nó mình đẩy cái tới đây thôi. Cái lưỡi này thì nó có ố vào bên đây một chút ha. Đó đây mình kéo lại. Đó ha, cái này nó có đóng chữ USA đây nè. Thương hiệu của nó đây. Đại khái nó cũng cũ cũ. Kệ gom vô chung bán đi ha. Cho người ta có xài gì xài mình khi cũng dục đây. Rồi, hai cây này, hai cây sủi ha. Mã hàng là G56, giá tiền 120 ha. Hai cây này bán 120. G57 bán cây bấm diêm nè. Đó. Thương hiệu của nó nè ha. Có đóng chữ ra băng. Đó, bấm dần diêm ra ha. Cái này ngoại hình thì nó không có đẹp lắm mà nó cũng không có tệ. Ta xài nó có chốc sơn đây nè, ta cầm đây nè. Đó ha. Để mình kiếm miếng dán mình bấm thử. Để mình bán mình bấm viết mà nó bấy nhảy đây chứ nè. Đó ha, mình mới bấm cái game đây nè. Bấm thêm con nữa. Ha. Cái này mình đi bãi mình mua mình cũng thử rồi, bấm nó cũng ok ha. Đó ngoại hình nó vậy ha. Cục này nó nặng cả cái kilo. Mình bán cái này với một cái hộp diêm này nó xài của nó nè. Ha. Mình bán 108, mã hàng là G57 ha, một cây bấm diêm và một cái hộp diêm. G58. Mình bán cái này. Nó là cái kìm cái miệng nó u anh vậy nè, để người ta mở giống như mở cổ xe đạp cái gì. Chiều dài đo 27. Cái này nó cũ. Có chóp xi nhiều chỗ của Hozan. Có đóng chữ ra băng ha. Anh em nhìn thấy chóp xi cán đâu cũng có chày chỗ nha nè. Cũ ha. Cái này thì nó cũ mà nó còn xài được. Có chữ Hozan. Chóp xi nhiều. Nó mình mở ra gì nè. Lớn nhất như vậy nè. Là khoảng 4,5 cm ha. Đó 4,5 cm. Cái miệng thì nó cũng cũng cũ. Đã có xài qua nó cũng chóp xi á. Cái này về vệ sinh thêm thì cũng xài ok ha. Đại khái là cũ. Rồi, cái này nó có hai mức vậy ha. Nhỏ nhất. Mình phải đo cái phần nhỏ nhất cho anh em ta hình dung. Nó khoảng 23 ha. Đó, nhỏ nhất, không thể nhỏ hơn được. Có chóp xi ha, nhiều chỗ. Cán rồi cũng có chày chữa nó tét tùm lum.
Rồi hen cây này mình bán 180.000. Mã hàng là G58 ha. Mã G58 cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.